Chuyển sang phần tin quốc tế, Phần Lan gia nhập NATO là một sai lầm và có thể gây tổn hại cho quan hệ giữa Nga và Phần Lan. Đây là thông điệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin chuyển tới người đồng cấp Phần Lan trong cuộc điện đàm diễn ra vào ngày hôm qua. Suốt tour một tuần qua, thì nhiều hoạt động của Đại lễ Phật Đản Vesak Phật lịch 2566 đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau 2 năm bị gián đoạn bởi dịch bệnh COVID-19, Đại lễ Phật Đản năm nay càng ý nghĩa hơn với thông điệp hòa bình, lòng khoan dung, tình thương và việc phụng sự con người, phụng sự chúng sinh. Chính vì vậy mà trong niềm hân hoan đón mừng Đại lễ, người dân Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh đã trao cho nhau ấm áp những nghĩa tình. Thưa quý vị, nhân dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566, đoàn công tác do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã tới thăm, chúc mừng một số cơ sở Phật giáo ở miền Tây. Đầu năm 2022, nhiều ngân hàng thương mại miễn phí giao dịch online cho tất cả khách hàng, nhưng chưa được bao lâu thì ngay sau đó lại chóng mặt vì biểu phí SMS banking tăng cao, thậm chí là tăng từ 5 cho tới 7 lần. Các chủ tài khoản lại loay hoay tìm kiếm một ngân hàng có những chính sách về phí tốt. Tiếp tục với tin tức đáng chú ý trên thế giới, ít nhất 16,7 triệu người đang bị đói mỗi ngày và họ không biết khi nào sẽ có bữa ăn tiếp theo. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng do hạn hán kéo dài tại miền đông Bắc Phi. Hôm nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi lễ hưởng ứng tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2022. Phóng viên Đặng Công có mặt tại đây sẽ thông tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng Tổ công tác số 2 của Thủ tướng Chính phủ đã tiến hành kiểm tra tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công tại Cần Thơ. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng Tổ công tác ước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký là 2,41 tỷ đô la Mỹ, tăng 390% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm hơn 21% tổng vốn đầu tư nước ngoài của cả nước. Có được kết quả ấn tượng này phải nói đến sự nỗ lực rất lớn của chính quyền tỉnh khi quyết tâm thực hiện chủ trương trải thảm đỏ thu hút đầu tư để đón làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.